Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay bên em vừa về một chiếc Toyota Innova bản số sàn, giá niêm yết là 750 triệu, màu đồng. Thì đây là một trong những cái màu mà bên em bán ra nhiều nhất bên cạnh màu bạc. Thì Innova thì được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản. Trong đấy 4 phiên bản đều được lắp ráp trong nước và đều được trong diện được giảm thuế, áp dụng đến hết ngày 31 tháng 5. Và thời điểm hiện tại thì cũng khá gần đến cái thời điểm hạn giảm thuế rồi, mà các nhà sản xuất xe, không chỉ riêng Toyota, các hãng xe khác đều đang bị thiếu mất chip để sản xuất xe, nên cái lượng xe ra cũng không còn nhiều ấy. Nếu mà anh chị để đến quá sát cái thời điểm giảm thuế thì lúc đấy giá xe sẽ không được tốt bằng thời điểm hiện tại. Nên là nếu anh chị nào đang có nhu cầu tham khảo về xe Innova thì có thể liên hệ sớm với em sẽ báo giá cho anh chị làm sao mà đưa ra phương án anh chị hợp lý nhất. Xe Toyota Innova thì được phân phối thì có 4 phiên bản, là phiên bản 2.0 đều được trang bị máy 2.0, và phiên bản trước mặt chúng ta đây là phiên bản số sàn có giá niêm yết là 750 triệu. Phiên bản tiếp theo là phiên bản 2.0G có giá niêm yết là 865 triệu, và phiên bản tiếp theo, phiên bản cao hơn một chút, là phiên bản 2.0 Venturer thì giá niêm yết là 879, và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 2.0V giá niêm yết là 989 triệu. Thì hai phiên bản bán ra số lượng nhiều nhất là phiên bản số sàn trước mặt chúng ta đây, và phiên bản thứ hai là phiên bản 2.0G là phiên bản số sàn, phiên bản thường là phiên bản hợp lý nhất mà bên em đang bán ra. Thì hiện tại thì giá xe khá tốt, mà ngoài ra thì bên em đang hỗ trợ vay tối đa của chiếc xe Innova này cũng như các dòng xe khác là 80, hoặc lên đến tối đa là 90% giá trị xe. Nên là anh chị nào cũng đang muốn mua xe cho gia đình mình hoặc là mua xe cho công ty mình tham khảo thì có thể là liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình, thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh chị về các cái gói vay cũng như là về phiên làm sao chọn phiên bản hợp lý nhất. Và ngoài ra thì đặc thù là các công ty ở Bắc Ninh ấy. Bắc Ninh là cụm mà có nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp nhất, nên là anh chị là mua xe công ty thì cái thủ tục nó cũng khác một chút so với cả cái khách hàng cá nhân. Thì nếu mà anh chị nào đang cần em tư vấn thêm về những vấn đề như vậy, hoặc là bất kỳ vấn đề nào liên quan đến mua xe, thì có thể là gọi điện cho em số hotline em để trên màn hình, em sẽ xin phép là tư vấn cụ thể hơn. Và trong khuôn khổ video nhanh như này, em sẽ giới thiệu về ngoại thất chiếc xe 2.0 số sàn Innova màu đồng. Và hẹn anh chị ở tiếp theo, ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.